Như vậy là 24 giờ nữa đã trôi qua rồi anh em ạ. Bước sang ngày thứ 7, mình đang nhập nhận được 500 kim cương. Tuy nhiên, nó vẫn chưa ngon bằng cái gift code mới nhất này anh em nhá. Mình sẽ ấn đổi qua hàng phát. Và bây giờ vào thư là hoàn toàn có thể nhận được 2.000 kim cương tổng cộng với cả mấy cái nhiệm vụ mình đã hoàn thành trước đấy. Là 4.450 kim cương rồi, 20 thùng bia, 20 xu may mắn và 50 mảnh L1 anh em ạ. Nhưng mà cái code này nó chỉ có thời hạn đến ngày 22 tháng 10. Thế cho nên anh em nào mà xem video sau cái thời điểm này thì sẽ không nhập được đâu nha. Và với cái gift code đấy thì cuối cùng mình cũng đã sở hữu được 5k kim cương. Mình vào luôn ưu đãi ngày 7 và mua luôn một cuốn trục L2 anh em nhá. Với con trục L2 này khi mình mở ra chắc chắn là mình sẽ lựa chọn tứ hoàng tranh rồi anh em ạ. Uầy, đẹp trai mà lại còn mạnh nữa cơ. Nhưng quan trọng là mình cần phải thêm cái dương lính trì 6 sao này nữa thì mới có phôi để nâng cấp cho chú xanh của mình lên được 8 sao anh em ạ. Đây rồi, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp level cho chú xanh trước và bây giờ thì đến việc là tăng sao anh em nhá. Ok, 1, 2 và 3 luôn, cho Sengoku đi luôn đi bởi vì mình đang bực lắm rồi, mai không reset được ra bằng cái nón Sengoku. Đây này, ở trong phần kim tự tháp One Piece mình có 110 cái đảo kho báu nhưng mà reset đi reset lại vẫn không thể nào mà ra được tứ hoàng xanh ở đây anh em ạ. Thôi, mình vào bắn boss Akenu thêm một phát nữa đi. Lấy thêm 300 kim cương và 5 thùng bia. Và vào đây thì mình lại tiếp tục mua cái dương con chó này để xem ra được cái gì nào. Ô, có cái thành tựu này. Ui, 250 kim cương nữa. Xui may mắn thì ngày hôm nay mình vẫn đang cố gắng để đi tìm vị tướng 5 sao đầu tiên ở trong cái vòng quay này để có thể nhận được 2.500 cỏ bún lá anh em nhé. Liệu rằng là chỉ với 72 xu thì hôm nay mình có hên hơn ngày hôm qua hay không? Khi mà hôm qua mình đã đầu tư đến hơn 400 xu mà vẫn không ra. Hy vọng rằng hôm nay có thể ra được anh em ạ. Và bây giờ là còn 16 xu. Trời ơi, phát này thì vẫn không ra rồi anh em ơi. Còn 8 sư cuối cùng hy vọng rằng là có thể ra được đi cho mình đi, please, please, please. Nhưng câu trả lời vẫn là không. Cái gì thế này? Quá là chán đời luôn đi anh em ơi. Nhưng mà phần thư, chúng ta nhận được là gì? Ồ, 5 thùng bia. Ồ, một đảo kho báu. Nhưng không có cái nón Sengoku nào anh em ạ. Trong túi đồ của mình bây giờ gần như là cạn kiệt tài nguyên rồi. Nên là mình vào phần mảnh này để mình ghép tướng anh em nhá. Xem được tướng gì không? Ui, cà rốt su long luôn này anh em ơi. Nhưng chưa hết đâu. Mình còn rất là nhiều mảnh nữa. Mình sẽ ghép nốt anh em nhá. Smoker 5 sao này. Ba vị tướng 5 sao nữa này. Và lần này không có tướng nào xịn cả. Nhưng chuyển sang bên này thì sao đây? Có nhiều tướng không? Ui giời ơi, vẫn là tướng cùi thôi anh em ạ. Tiếp tục là bên hệ nhanh nhẹn đi xem nào. Hệ sinh khí thì sao đây? Trời ơi, quá là toang luôn đi. Bên này là tướng bình thường nữa. Nhưng mà cũng không có em tướng nào xịn sò con bò cả anh em nhé. Thế thì mình sẽ kéo xuống dưới này và ghép hết những cái tướng 4 sao anh em nhé. Để xem có thể luyện được vị tướng nào ngon lành cành đào bên hai hệ hiếm hay không đây. Mình đang rất cần phô hệ hiếm, đặc biệt là bên hệ minh mẫn này anh em nhé. Ồ, may quá, mình đã luyện được thêm một vị tướng bên hệ minh mẫn nữa rồi. 5 sao, tuyệt vời. Tiếp theo thì mình sẽ vào đổi lính trì 10 sao anh em ạ. Bởi vì mình đã có 22.000 đá tím rồi và thừa rất nhiều là tướng 5 sao. Nãy giờ mình vừa ghép được cả một đống tướng 5 sao luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi đổi bớt đi cho đỡ chặt túi anh em nhé. Bên cạnh đó thì mình cũng kiếm lại thêm được một chút kim cương cũng như là vài khẩu pháo hủy diệt anh em ạ. Và quan trọng hơn cả là một con lính trì 10 sao anh em ơi. Ở trong phần shop cỏ 4 lá thì mình đã có 1.300 điểm và chắc chắn là mình có thể mua thêm được 30 thùng bia nữa anh em ơi. Tuyệt cả là vời. À đâu nhầm, 30 cốc bia vàng ấy chứ. Mình bắn thêm boss Akainu thêm một phát nữa. Sau đấy là mua thêm một cái dương con chó nữa để mở luôn hai dương xem là được cái gì không này anh em ơi. Cố lên nào, hy vọng rằng có cái gì đấy xịn sò con bò nhá anh em. Úi à, một belly 72 giờ. Còn bên này thì sao đây? Cái gì đây? Ảo ma Canada thực sự ạ. Thử ở đây thì sao đây? Ồ, mình có thêm 10 thùng bia này. Chà, thức tỉnh Aceberus là mình đã có thêm được 50 mảnh L2. Trời ơi, ngon lành cánh đào quá nhở. Thì mình sẽ mở luôn để xem được em gì nhá. Ui ôi, u tài anh em ơi. Đấy, bây giờ mình lại có thể hợp thành được một vị tướng bên hệ thông minh này. Trời ơi, cứ hệ hiếm là mình sẽ để lại để dành hợp thành tướng anh em nhá. Sau khi mình ghép mảnh xong thì trời ơi, tự nhiên mình nhận được rất là nhiều kim cương và một số cái phần thưởng khác nữa anh em ạ. Thực ra không nhiều lắm, 500 kim cương nó làm cái gì đấy an ủi thôi. Nhưng mà méo mó có còn hơn không anh em nhá. Trong số những cái tài nguyên mà mình sót lại đến bây giờ chỉ còn lại là 30 cốc bia vàng, 40 cốc bia vàng mà thôi anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ treo mộ cho bằng hết luôn để xem là có được một vị tướng nào ở bên hệ minh mẫn hay không đây. Ồ, mình ghép được một vị tướng này. Chà, hệ sinh khí anh em ơi. Thực ra là mình đã nhớ nhầm, bởi vì trong phần thú cưng này của mình vẫn còn có thể chiêu mộ thêm được một chút nữa. Và nếu như chiêu mộ thêm được một chút nữa thì chắc chắn là mình sẽ có thêm một vài cái phần thưởng có thể nhận được anh em ơi. Chiêu mộ hết cái đã anh em nhá. 34 cái xu này không biết là có được cái gì không đây anh em. Ok á, không ra con nào à. Bắt cuối cùng này anh em ơi, liệu rằng là có. Câu trả lời là không anh em ạ, buồn quá đi. Thế thì ở trong phần thư này mình nhận được cái gì đây? Có một dương cứu anh em nhá và 500 cái mảnh album này. Ồ, một cái nón Sengoku. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Thế thì mình sẽ tiếp tục là vào trong cái phần sự kiện này. Vào phần kim tự tháp để reset tướng hiếm anh em nhá. Hy vọng rằng lần này có thể ra một em tướng Yonko xanh. Ảo ma Canada thực sự anh em ạ. Thôi rồi, toang rồi. 30 khẩu pháo thần công, mình tiếp tục là bắn Akainu anh em nhá. Thế là có 2.100 kim cương rồi. Tiếp tục là mình sẽ thử vấn may với một cái bánh lái. Chà,
Nami S anh em ạ. Oh, lễ hội One Piece thì mình đã kiếm được 15 cốc thịt. Và bây giờ mình sẽ tặng cho cái ông thần đằng này nhá. Oh yeah, 30 cốc bia vàng nữa rồi, 10 thùng bia, tuyệt vời quá anh em ơi. Sau đấy thì mình tiếp tục vào xả cốc bia vàng thôi. Có 33 cốc để cho nó bay vào rất là nhanh anh em ạ. Giờ chỉ còn lại một cách cuối cùng là mình sẽ phải đi cày cuốc ở trong đấu trường anh em nhá. Mình sẽ đánh vài trăm trận đấu trường để xem thành quả mình đạt được là gì anh em ơi. Với sức mạnh đến từ Acerus cũng như là tứ hoàng tranh, không biết rằng là có ăn được cái bạn bên kia hay không đây. Con team bạn đấy có vẻ khá là lực anh em nhé. Đặc biệt là em Zephyr với cả một số em nữa có khả năng bút sắp rất ổn như là Bartolomeo Wano. Ôi dồi ôi, team mình đi gần hết rồi anh em ạ. Karasu team mình thì có sử dụng skill lên, tuy nhiên team bạn vẫn còn sống sờ sờ. Tứ hoàng xanh chém một phát thì team mình gần đi luôn, chỉ còn lại một Acerus thôi, cay cú thực sự luôn. Acerus trả đòn nhưng mà không ăn thua rồi anh em ơi, team bạn không có Acerus luôn. Trời ơi đất ơi, thực sự ui cay cú chưa kìa anh em ơi. Trận đấu thứ hai team bạn đấy có Jinbei Wano cũng như là Rob Lucy, quả như một tướng máu mặt thôi. Và team mình thì chỉ một trưởng thôi đã đi bay màu gần hết rồi anh em ơi, chỉ còn lại mỗi Acerus và em Hiyori. Team bạn thì có group Wano chém lên rất là đau, và team mình thì vẫn còn lại hai người. Trời ơi, Hiyori cũng phải nằm xuống rồi, chỉ còn lại mỗi Acerus. Team mình thì có đấm một quả, team bạn thì liệu rằng có nằm xuống hay không đây, nhưng team bạn thì cũng có Acerus luôn anh em ơi. Úi già, cuộc chiến giữa hai Acerus liệu rằng ai sẽ người thắng? Trời ơi, Huề, nhưng bởi vì bạn đấy ở team phòng thủ thế cho nên vẫn giành chiến thắng được anh em ạ. Với tình hình như thế thì mình sẽ bắt buộc nâng cấp thêm vào em Karosu Long để xem em nó cho vào đội hình thì sẽ phát huy được tác dụng gì hay không anh em nhá. Bởi vì bây giờ bảy tướng của mình chỉ còn mỗi em Karosu Long nữa là mạnh thôi. Nâng lên level 100 rồi này, bây giờ thì tiếp tục là nâng sao thôi, 1 2 3 và 4 này, lên luôn. Chà, con lành cành đào đấy, thức tỉnh tiếp phát nữa đi. Đây là 140 không? Không đủ belly. Mình nhớ là mình có rất nhiều belly anh em nhá. Đấy, 214 triệu belly luôn. Quá tuyệt vời. Thêm một cái thùng XP này nữa, mình cũng sẽ mở luôn. Karosu Long của mình lên level 140 nha anh em. Tiếp tục là trang bị nhanh vào này. Ở đây thì tiếp tục là nâng sao thôi anh em ơi. Phôi thì mình có rất là nhiều luôn. Lên luôn, 7 sao rồi. Tiếp tục 3 em 5 sao nữa là mình có thể nâng cấp cho Karosu Long lên được 8 sao anh em nhá. Ở đây thì còn ai bắt nạt được mình nữa hay không đây? Mình sẽ tiếp tục là nâng cấp lên level 180, đạt cấp độ tối đa luôn rồi. Và chú xanh cũng thế, mình sẽ nâng lên level 180 nhưng lại thiếu nguyên liệu rồi anh em ơi. Thành tựu của mình nhận được là cái gì đây? Thông thạo tướng. Ồ, đó là thông thạo của Bartolomeo Wano anh em nhá. Thư thì có cái gì nào? Ôi, 4 triệu belly này. Nhưng thứ mình đang thiếu bây giờ nó lại là cái XP cơ. Mình mở cái dương này để xem nào. Có XP không đây? 5 xu cao cấp à? Để mình xem lần này có thể đánh được một bạn nào đấy ngang tầm lực chiến hay chưa anh em nhá. Ôi, nhưng mình quên mất vẫn chưa cho em Karosu Long vào. Trận này coi như là nhép vậy. Thì bạn đấy thì cũng có Acerus luôn, trông khá là lực điền anh em nhá. Nhưng Acerus bên mình thì được đánh trước cơ. Nhưng team bạn thì đánh thốn quá anh em ơi. Một đấm vào đầu. Ôi ôi, team mình đã đi gần hết rồi. Trời đất ạ, không thể tin được. Căng thẳng vậy sao? Hiyori team mình thì có hồi sinh được không? Câu trả lời là Hiyori team bạn mới là người hồi sinh cơ. Và Jinbei Wano thì đấm vẫn rất là lực anh em nhá. Ôi, có thêm cả Zoro Wano nữa anh em ơi. Ấy à, Karasu thì mình đánh thì không đâu vào đâu cả. Bartolomeo team bạn thì đánh cũng khá là gắt đi. Team bạn có thêm cả Big Mom nữa mới cay chứ anh em ơi. Ấy, Acerus của mình tiếp tục là nộ lên phát nữa được không đây? Câu trả lời là chưa anh em ạ. Thôi, lại tiếp tục là nằm xuống rồi. Team bạn nó quá nhiều khiên đi, thì mình không thể nào mà xuyên qua được cái lớp khiên đấy anh em ạ. Trời ơi, giờ thì mình sẽ cho em Karosu Long vào để xem như thế nào anh em nhá. Có ăn được bạn đấy hay không đây? Bạn này là bạn khác rồi, lực chiến chỉ 370.000 thôi. Ok, bạn này tên là dân chơi xóm anh em ạ. Và team bạn đấy thì cũng có tứ hoàng xanh, cũng có Acerus và thêm vào đấy là cả Akainu nữa. Thì bên mình thì có Bartolomeo Wano, Karosu Long vào thì HP rất dính rồi. Không biết là có nằm xuống sau pha chém này hay không. Và đây là pha chém của mình, ôi dồi ôi chưa. Với đội hình của bạn này thì mình lại hoàn toàn có thể easy hơn, tự tin hơn để giành chiến thắng anh em nhé. Một đấm vào đầu, wow, tuyệt cả là vời luôn này. Đây rồi, lực chiến của mình đã lên 470.000, bảo sao lại chiến đấu dễ như thế. Thế thì mình sẽ đánh một bạn lực chiến 469.000, ngang ngang cơ lực chiến một chút anh em nhé. Em là lần này có ăn được hay không nào? Cố lên đi. Team bạn đấy thì có Rob Lucy, có Acerus, có Zephyr luôn. Trời ơi, toàn những tướng khỏe thôi. Team mình thiếu Zephyr nữa là một team của mình cũng mạnh hơn rất là nhiều nhá. Karosu Long này, không biết là meta này Karosu Long còn mạnh hay không anh em. Để lại comment ở bên dưới cho mình biết đấy nhá. Ok, Acerus đấm đi nào. Team bạn chỉ còn lại 3 người mà thôi. Và Jonko Xanh chém thêm một phát nữa. Team bạn chỉ còn lại 2. Còn lại đúng Zephyr với cả Acerus là hai tướng khỏe nhất ở bên team bạn rồi. Wow, Acerus của team bạn đấm khá là đau khi mà team mình đã phải nằm xuống gần hết rồi anh em ạ. Trời ơi, chỉ còn lại 2vs2 thôi, khá là cân bằng nha. Một đấm nữa, Zephyr. Ui à, bốn chưa kìa. Hiyori team mình thì có sử dụng một quả ulti và Zephyr đã phải nằm xuống rồi anh em ơi. Ơi,
Không thể tin được, cả hai bên đều nổ sát thương cuối lượt. Và thôi rồi, mình ở thế công nên vẫn phải chấp nhận thất bại anh em ạ. Và sau mấy trận thua liên tiếp thì mình cực kỳ là cay cú luôn, nên đã đưa ra một quyết định táo bạo là nâng cấp Zoro lên 6 sao anh em nhá. Trời ơi, rất là tốn phôi SS ở bên hệ minh mẫn, nhưng mà kệ đi, mình sẽ all in hết vào chú xanh để xem là như thế nào đây. Ok, còn hai cái phôi 5 sao này mình sẽ dùng VV cũng như là Luffy nâng cấp luôn anh em nhá. Yes, và như vậy là chú xanh của mình đã lên được 9 sao rồi anh em ơi. Mình cũng sẽ trang bị nhanh thêm một phát nữa, có thêm một cái bảo vật khác để xem là tăng thêm một chút công nào hay không anh em nhá. Ở phần trang bị đặc thù thì mình sẽ tiếp tục là nâng cấp lên đi, lên được level 30 rồi này. Và phần thưởng mình nhận được khi mà nâng cấp chú xanh lên 9 sao là 8 triệu belly, 8.000 bụi cũng như là hai trái ác quỷ nha. Nhưng thứ mình cần bây giờ vẫn là XP cơ anh em ạ. Buồn quá đi. Sau khi mà mình nâng cấp chú xanh lên được 9 sao, mình đã rất nỗ lực để đi đánh PK đấu trường. Và cuối cùng thì cũng có thể nhận thêm được một số cái thành tựu nữa. Ở trong phần thư, mình cũng nhận được thêm khá kim cương. Một cái dương Acerberus này anh em này, tuyệt cả là vời luôn. Thế cho nên mình đã vào trong cái phần túi đồ, mình mở luôn một cái dương đấy để xem nào. Ui giời ơi, nó lại là 5 thùng XP 72 giờ anh em ạ. Thế thì có thêm 13 triệu XP, mình tiếp tục là nâng cấp cho chú xanh lên level 180. Tuyệt vời quá anh em ơi, 190. Và liệu rằng lên được bao nhiêu đây? 199 rồi anh em ạ. Chuẩn bị lên được 200 rồi. Và mình cũng đã thu thập được thêm một cái nón Senoku nữa, nên là mình tiếp tục reset. Trời ạ, lại ra là Zoro New World.